Chào mừng các bạn đến với kênh Phiêu đi kỳ. Bây giờ đã hết Tết, chúng ta lại bắt đầu với những công việc học tập cũng như là đi làm trở lại. Và ngày hôm nay, sau thời gian 2-3 ngày sau Tết chuẩn bị cũng như là sưu tập video, thì hôm nay Phiêu đi kỳ sẽ gửi các bạn những đoạn phim, tiếp tục là những đoạn phim rùng rợn về vấn đề tâm linh. Và những đoạn phim này phải nói là rất hy hữu, bởi vì những đoạn phim về vong hồn, ngạ quỷ hay quỷ đói thì rất khó được quay lại, và những đoạn phim được chiếu xuất lại tại khu vực Thái Lan và Malaysia sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất khác về thế giới tâm linh, đó là thế giới tâm linh hoàn toàn có thật. Hãy xem những đoạn phim sau đây. بسم الله الرحمن الرحيم. طب رد علي احكي معي. Một blogger chuyên về tâm linh người Jordan đã đến khu tàn tích được xem là bị ma ám nhằm khám phá những điều bí ẩn tại đây vào ban đêm. Khi đến nơi, anh ta nhìn thấy một vật thể màu đen kỳ lạ núp ở đằng xa. Điều này đã khiến cho anh ta cảm thấy lạnh người. Nhưng vì tò mò, anh chàng blogger này vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước. Điều lạ lùng là khi anh ta càng đi lại gần, thì cái bóng đen bí ẩn đó cũng biến mất không tăm tích. Phi hạt. بسم الله الرحمن الرحيم اخوان كيف جبت فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا السلام عليكم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. طب وينك انت او انت او الاشي الموجود هون؟ طب انت ايش؟ هاي 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 اشوف. طب انا بدي احكي معك بدي احكي معك خليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي 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 بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يي بلي بسم الله بسم الله بسم الله. طلع الشجر. سمعين الصوت. بسم الله. مش عارف كيف بدي اساعد انا والله. نفسي اساعد انا بس مش قادر. بسم الله بسم الله بسم الله. رجلي انضربت عليها يا اخوان. والله انا بدي اساعدك بسم الله والله بدي اساعد. طب وين انت؟ وين 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 انت؟ وين او انت؟ بسم الله. في صوت صار. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Khao Thầy Dù, một blogger, người mà đã vô tình quay được những hiện tượng kỳ lạ tại con đường dẫn lên ngôi đền Tari, đã chia sẻ trên tài khoản xã hội Like của mình kèm theo đoạn video mà anh ta quay được với dòng mô tả chỉ vỏn vẹn vài từ như sau: tôi không thể ngờ rằng ma quỷ lại có thật. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về đoạn phim mà tôi đã quay lại vào cái đêm lên ngôi đền Tari. Tại sao họ lại có mặt ở đó? Và tại sao họ lại cho tôi nhìn thấy họ? Vô tình nhìn thấy một chiếc xe đưa đón học sinh bị hư hỏng đã lâu năm nằm bên một con dốc là những gì mà một nam thanh niên có tên là Yami chia sẻ trên trang blog cá nhân của mình. Theo như đoạn video được anh ta đăng tải, thì hôm đó Yami và những người bạn đã có một chuyến đi leo núi ở khu vực rừng núi Gifu. Đi bộ được hơn một tiếng thì họ đi ngang qua nơi này. Do vì phải giải quyết bầu tâm sự nên Yami đã phải đi thật sâu vào những bụi cây, và tại đây anh ta đã vô tình tìm thấy chiếc xe buýt này. Do tò mò nên anh ta và các bạn đã đến gần và xem xét để coi bên trong có gì đặc biệt không. Và những gì được Yami quay lại vào ngày hôm đó là một điều mà anh ta sẽ không bao giờ quên. Bởi vì ở đoạn cuối dòng mô tả, anh ta đã luôn hỏi một câu: cô bé đó là ai vậy?
Xin. Cảm ơn các bạn đã xem video Như Một Khi. Để ủng hộ chủ đề kỳ thì rất mong các bạn sẽ like, subscribe kênh cũng như chia sẻ video trên kênh thật nhiều đến người xung quanh. Và lời nói cuối cùng chính là chúc bạn một năm mới vui vẻ, làm ăn thật là phát tài, học tập luôn luôn tiến tới. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.